Hello, chào tất cả anh em, chào mọi người thường mình. Như mọi người đã biết, trong suốt chiều dài lịch sử của thế giới mùi hương này đã có rất nhiều những sản phẩm khi mà ra đời nó tạo nên một cái dấu ấn rất là rõ ràng, không thể phai mờ. Ở đây ví dụ như là Chanel No. 5, Dior Eau Sauvage, Miss Dior hoặc là Guerlain Shalimar, vân vân, rất nhiều những sản phẩm. Đó đều là những mùi hương kinh điển mà mọi người trong chúng ta đều phải biết. Và ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em top những chai nước hoa hiện đại mà khi ra mắt nó đã tạo nên một cái dấu ấn rõ nét, nó đã tạo nên một cái sự thay đổi hoặc là ít nhiều gây cái sự ồn ào tranh cãi trong cộng đồng thế giới mùi hương đó. Và cái video này mình sẽ nói về những chai nước hoa như thế. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani có tên là Acqua di Giorgio. Được ra mắt vào năm 1996 và ngay lập tức nó đã trở thành bestseller summer fragrance cho đến tận ngày nay. Các anh em chỉ cần vào fragrancex.com, một trang web bán về nước hoa, và chỉ cần tìm đánh bài viết đó là bestseller summer fragrance in USA chẳng hạn, ở Mỹ, thì Acqua di Giorgio luôn luôn nằm trong top list những chai nước hoa bán chạy đó. Một mùi hương citrus và nó phảng phất cái không khí của Địa Trung Hải. Có thể nói rằng đây là một chai nước hoa đã đặt một cái nền tảng khá là rõ nét mà những chai nước hoa về sau này, những chai nước hoa mùa hè về sau này ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của sự thành công của Acqua di Giorgio. Rất là đáng tiếc là hiệu năng của chai nước hoa này thì khá là kém, thế nhưng về mùi hương của nó thì chúng ta không thể phủ nhận là rất là dễ chịu khi mà ngửi. Do đó, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani Acqua di Giorgio. Chai nước hoa thứ hai mình nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Chanel và nó có tên là Bleu de Chanel Eau de Toilette. Được ra mắt vào năm 2010 và cho đến tận bây giờ nó luôn luôn được đánh giá là một hình mẫu, là một dạng kiểu tiêu chuẩn cho những chai nước hoa theo đuổi dòng hương Blue. Đó là một dòng hương với sự kết hợp giữa hương nước biển aquatic và một chút citrus tạo nên cái mùi hương rất là dễ chịu, rất là tươi mát khi mà ngửi. Cho đến tận bây giờ, Bleu de Chanel vẫn luôn là nằm trong những top bestseller men's fragrance, có nghĩa là những chai nước hoa nam bán chạy nhất từ trước tới nay. Do đó, mình không có gì quá nhiều phải nói về mùi hương chai nước hoa này. Thế nhưng, điều mà mình muốn các anh em nhớ đó là khi mà nói đến dòng hương Blue đó, thì chúng ta sẽ phải luôn luôn coi Bleu de Chanel là một trong những tiêu chuẩn, một trong những hình mẫu mà tất cả những chai nước hoa theo đuổi phong cách mùi hương này phải học tập theo. Đó, chai nước hoa thứ hai, Bleu de Chanel. Chai nước hoa thứ ba mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Dior và nó có tên là Dior Sauvage. Đây là một sản phẩm khi mà ra mắt đã tạo nên rất nhiều những tranh cãi, bởi vì nhà Dior đã một ít nhiều copy cái kiểu dáng của nhà Chanel, mà đây là cái nắp nam châm là cái rõ nét nhất, nắp nam châm xoay logo đó. Và mùi hương của chai nước hoa này thì bị đánh giá là có cái nét gì đó là copy theo cái thành công của Bleu de Chanel. Đã có rất nhiều những bài viết, đã có rất nhiều những cuộc tranh luận về Bleu de Chanel và Dior Sauvage. Các anh em có thể lên mạng để tìm kiếm. Do đó, chai nước hoa này thì về mặt thương mại đối với cá nhân của mình cũng khá là thành công. Thế nhưng cái điểm mình đáng nhớ nhất về mùi hương chai nước hoa này đó là nhà Dior ít nhiều đã có cái sự gọi là ăn theo trend, hot trend của nhà Chanel. Đó, thì khi mà nhắc đến chai nước hoa này thì ít nhiều cũng có nhiều những đại khái là ồn ào xung quanh về mùi hương của nó. Chai nước hoa thứ tư mình muốn nói đến đó là Jean-Paul Gaultier Le Mar. Được ra mắt vào năm 1996 và nó có thể gọi là đưa Maison Francis Cajetan và Jean-Paul Gaultier lên đỉnh Olympia, bởi vì nó là một cái cú hit cực lớn trong thế giới nước hoa. Trước cái thời điểm năm 1996, tất cả những chai nước hoa cho nam thì đa phần là một cái mùi hương khá là thô, khá là gọi là classic cổ điển, không có một cái gì đó thu hút, không có một cái gì đó nó mềm mại. Và khi Cajetan tạo nên cái mùi hương Le Mar thì nó là một cái cú hit không thể tưởng tượng nổi, bởi vì với cái tầng tông mùi giữa bạc hà oải hương tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là kinh điển, cho đến tận bây giờ vẫn là kinh điển. Và nó chứng minh rằng đàn ông chúng ta vẫn có thể có những mùi hương rất là mềm mại, vẫn rất là sexy, thu hút. Nó trái ngược hoàn toàn với những phong cách mùi hương trước khi Le Mer ra đời. Do đó, có thể gọi rằng Jean-Paul Gaultier Le Mer đã định nghĩa lại khái niệm mùi hương cho đàn ông chúng ta đó.
Tiếp theo nữa, đó là một sản phẩm của nhà Dior, Dior Fahrenheit. Nhắc đến chai nước hoa này thì chúng ta sẽ phải nói đến một nguyên liệu cực kỳ là nổi tiếng hiện tại, đó là ISO and Super. Có rất nhiều những truyền thuyết, có rất nhiều những bài viết nói về cái nguyên liệu ISO and Super này, và có thể nói rằng Dior Fahrenheit gắn liền với thành công của loại nguyên liệu này. Một chất gọi là doping, nó giống như kiểu là một cái động cơ đẩy mùi hương, nó giúp cho mùi hương mềm mại hơn, có cái độ đưa đẩy hơn. Do đó Dior Fahrenheit là ISO Air Super và ISO Air Super là Dior Fahrenheit. Đấy là hai khái niệm mà không bao giờ có thể tách rời ra được. Cho nên mình sẽ cho được chai nước hoa này vào vị trí tiếp theo. Và hai chai nước hoa mình không có chai nước hoa ở đây, đó là Creed Aventus, một mùi hương kinh điển, một mùi hương cho đến tận bây giờ đã dẫn theo hàng loạt những phiên bản clone của những nhà nước hoa khác, một mùi dứa khói có thể gọi là gần như vào cái thời điểm nó ra mắt, mình nghĩ là gần như là đã tạo nên một cái cú gọi là cú sốc hoặc là một cú hit gì đó trong thế giới nước hoa. Mình nghĩ là không cần phải nói quá nhiều về Creed Aventus, bởi vì chỉ việc có mỗi là có quá nhiều số batch mà đã tạo nên những cái topic thảo luận, hoặc là những cái phiên bản clone, hoặc bất kỳ một chai nước hoa nào khi mà ra mắt ở thời điểm hiện tại mà có cái mùi hương chỉ cần một chút thôi là đã bị xếp vào phiên bản clone của Creed Aventus. Do đó chúng ta không cần phải nói quá nhiều về sản phẩm của nhà Creed này đó. Và cuối cùng, chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến đây, đó là Dior Homme. Khi mà ra mắt, Dior Homme nó tạo nên một cái dạng như kiểu khiến cho mọi người sửng sốt, bởi vì nhà pha chế ra mùi hương chai nước hoa này đã sử dụng hoa diên vĩ, một cái nguyên liệu mà rất ít phổ biến từ trước thời điểm Dior Homme ra mắt. Thế nhưng khi mà Dior Homme ra mắt thì đã có sử dụng cái nguyên liệu hoa iris rất là gọi là hơi nữ tính, một chút phấn, tạo nên một cái mùi hương cho nam giới và rất là sexy, rất là quyến rũ. Video của mình đến đây là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích cái video của mình ngày hôm nay. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.